Cái này cái nu vô công nha các bạn, cái nu mặt khỉ nhưng mà hộp nó nhuyễn 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 đẹp lắm. Cái này cái hoành sát góc với góc là được khoảng 43-44 á, 43, chiều cao nó được 39, sát góc thì được chứ trên nó khoảng 3 mấy. Đây, trên được khoảng 34, chiều cao nó được 39, tàn ngang nó cũng khoảng 39. Thái tàn đang nuôi chưa xong. Cái này mình đang bỏ đất. Cái này nhìn nó chắc lắm. Cốt nạc nhìn nó chắc nuôi nha. Công nha bạn. Nu công.